Khoai tây này vỏ mỏng nhỉ? Mỏng. Thế ăn thì không cần phải gọt vỏ đấy. Thật không? Rửa sạch đi đúng không? Rửa sạch là nấu luôn. Kéo rửa cái là nó bóc cái vỏ này ra luôn ấy. Vỏ mỏng dính. Vỏ này dễ bóc mà. Khoai tây đỏ ấy. Chắc giống như khoai lang. Khoai tây đột biến. Khoai tây đột biến nhìn giống khoai lang ấy. Đây loại này nếu mà mình nấu ăn là mình rửa sạch nấu luôn, không cần phải gọt vỏ đấy. Bởi vì giống khoai tây này vỏ nó mỏng á. Mỏng dính ấy. Cái này bóc phát ra mới. Ừ, vỏ mỏng dính. Rồi lấy mẹ kim cương này. anh Quý hỏi bao nhiêu giờ rồi anh này? Bản này là bản limited đấy. Kim cương này. Như cổ đội đầu giỏi thật đấy. Mình mà bỏ lên đầu nó gầy cổ thật. Thôi. Nhưng đúng mua trong khoai tây là sản lượng phải bằng gấp 2, gấp 3. Gấp 2, gấp 3 mua này. Nhưng mà cái này nó đã to đâu. Đang còn bé tí. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Ok, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Hôm nay anh em mình lên quay cho mọi người xem là thu hoạch khoai tây tại Quang Linh Farm nha mọi người. Hôm qua thì cũng có thu hoạch rồi. Hôm nay là tiếp tục thu hoạch tiếp. Mùa này là kiểu là ban đêm nó bị lạnh quá nên là phải thu hoạch sớm hơn dự tính mọi người ạ. Thu hoạch sớm. Chứ không thì là... lạnh quá nó bị... cây bị hỏng hết. Cây bị... quan hết cái đọt này. Quan hết cái đọt lại. Không để thêm được nữa. Hôm qua là đã thu hoạch được tầm hơn 1 tấn rồi. Hơn 1 tấn, hôm qua được 20 sọt, 30 sọt đấy. 30 sọt rồi. Đây, khoai tây. Hôm nay nữa là được 2 phần 3 đấy nhau ạ. Chưa được này. Ừ, dài bên này được hơn nửa, cái con bên kia. Khoai tây gì mà xanh ấy? Khoai tây đỏ ấy. À. Nổi lên trên là nó màu xanh rồi. Đây khoai tây trong trái vụ nhưng mà củ rất là nhiều. Do thời tiết lạnh quá nên thu hoạch sớm nên nó có những số củ nó còn bé. Đây là khoai tây trái mùa. Củ đẹp. Mùa này ban ngày thì nắng, còn ban đêm thì lạnh. Ừ. Khoai tây nó chậm phát triển. Có củ, mấy củ cũng rất là to. To đẹp đấy. Củ như vậy nhìn cũng rất là to, trái mùa mà được vậy là ok đấy. Củ gì đấy? À, cái to, củ nhỏ. Cái này củ to là hôm sau là sẽ bán. Thu hoạch xong là sẽ gọi thương lái và bán hết. Còn củ nhỏ với củ vừa thì để làm giống vụ sau với chia cho dân làm giống. Đấy, loài to là bán hết. Làm giống mấy loại nhỏ nhỏ vậy đó. Mua sau. Giống đợt mua giống khoảng củ như vậy này. Được mua giống, mua củ nhỏ. Đây loại này làm giống là đẹp đấy. Vâng. Để giống là đẹp. Khoai tây này vỏ mỏng nhỉ? Mỏng. Thế ăn thì không cần phải gọt vỏ. Thật không? Rửa sạch đi đúng không? Rửa sạch là nấu luôn. Kéo rửa cái là nó bóc cái vỏ này ra luôn ấy. Vỏ mỏng dính. Vỏ này dễ bóc mà. Thu hoạch hết đây khoảng 5 tấn đấy. Thu hoạch chắc được 1 phần 4 rồi đấy. Ừ, 1 phần 4 rồi. 1 phần 4 mà được... đấy sáng giờ nhiều đấy anh Hồng ơi. Đây, sáng được tấn sọt đấy. Đây này, trên này thu hoạch từ sáng giờ là được. Các sọt là anh em để hết ở trên này. Xem bao nhiêu sọt. Hôm qua là được 30 sọt nhỉ? Hôm qua là được tầm 30 sọt. Qua tầm 30 sọt. Đây, đang thu hoạch đầy, phân loại. 2, 3, 4, 5. 6, 7. Nhưng mà cái loại này là sẽ để lại làm giống này. Cái loại sọt sọt nhỏ. Ừ, hôm sau mình lừa này, loại này là bán hết này. Quả nào mà đổ lên là bán hết này. Cụ nào mà to là để bán. Còn mấy cái cụ mà vừa vừa nhỏ thôi thì để lại làm giống. Đấy, chỉ để lại loài vừa này là làm giống. Với loài nhỏ 7 sọt. Mà tên tu đủ nó cái sao, nó tên cái sao? Cái này là cứ đào hết lên rồi bắt đầu là mấy anh mới đi. Tu đủ mấy tên nó cái sao? Mới đi bỏ vào sọt sau. Đây còn nhiều lắm, đã nhặt hết đâu? Chưa nhặt, đang phân loại.
Đấy, anh cứ nhặt xong một lượt, xong lượt nhỏ này lại nhặt tiếp. Khoai tây này nếu mà đúng thời gian để thu hoạch là phải tầm một tháng ạ. Tháng hơn tháng ạ. Nhưng mà dựa do thời tiết lành quá, mình sợ là nó sẽ bị chết cây ấy, cho nên nó sẽ bị hư củ ở dưới. Ờ, đấy, một số cây nó bắt đầu khô rồi. Nên là phải thu hoạch sớm hơn dự kiến. 10, 17, 19 sọt. 19 sọt với những cái chỗ chưa. Già lê vào tầm anh lá. Buổi sáng là thu hoạch được tầm 19 sọt. Tầm hơn 20 sọt. Ừ, có cả khoai tây đỏ này. Khoai tây đỏ này. Chắc giống như khoai lang. Khoai tây đột biến. Khoai tây đột biến, nhìn giống khoai lang này. Đây loài này nếu mà mình nấu ăn là mình rửa sạch nấu luôn này. Không cần phải gọt vỏ này. Bởi vì giống khoai tây này vỏ nó mỏng á. Mỏng dính. Cái này bóc phát ra mới. Ừ, vỏ mỏng dính. Để giống đẹp ấy. Loài này để giống đẹp. Vỏ mỏng dính luôn, như cái lụa ấy. Đây khoai tây đỏ này. Chui phát ra đây. Đây là khoai tây đột biến. Này. Anh này vừa nãy chú Long về là đi lên đây làm rồi. Cái này mua thứ patata. Này để cho anh Hầu thu hoạch xong hết tất tần tật, xong rồi bắt đầu cho công nhân lừa lừa tất cả loại khoai tây to là bán. Còn loại vừa với loại nhỏ là để mùa sau làm giống. Trời ban ngày thì nắng gắt, ban đêm thì lạnh. Trồng cây gì cũng khó khăn. Mùa này là trồng cây nông nghiệp mùa rất này, khó này. Ban đêm lành lắm. Ban đêm là chỉ tầm mười mấy độ à mọi người. Cái đợt mà định điểm tầm 6-7 độ, 5-6 độ. Ban đêm à, ban đêm ở ngoài này là phải tầm giờ phải tầm 10 độ. Tầm 10 độ ngoài nông trại này. Có thời điểm còn 6 độ này. Không cái gì sống được. Ban ngày thì nắng gắt. Ban đêm thì lại lạnh. Nên là nó thay đổi thời tiết đột ngột quá, cây nó khó sống. Đây thu hoạch được 1/4 của diện tích khoai tây này. Tầm phải sáng khoảng thứ 3, thứ 4, hãy nhặt cả bút túi, có bộ áo. Hả? Thế sao thế kì? À, sao ra cả? Mới quả hư á. Nhặt bỏ túi. Có gì tận dụng đấy ấy. Đây này, đây là mấy cô mấy chị này đang lựa đây này, mấy quả to, cụ to này. Lựa mấy cụ to là nhặt trước đi này. Còn mấy cụ nhỏ là ít nữa nhặt được sau. Đó, phân loại cụ to đã. Ừ, phân loại. Phân loại. Không sao cũng phải phân loại một lần nữa ấy. Cụ to nhất hoang kè cái này. Ê, hoang. Như vậy. Đưa mình đào cái, đào cụ to nhất, đào bự ra luôn. Là xem trong. Cái đi. Còn cái này ít được về cắt rồi. Cái này hoang kéo mình biết mổ cái cuốc vào đấy, mình lấy chân mình dầm xuống dưới sâu luôn. Giấu gì. Cái đường là chủ tinh kết xem chỉ đấy. Phải im luôn gì. Đây này, đây hỏi giờ anh này coi, anh này có đồng hồ xịn lắm này, đồng hồ Rolex. Rolex mẹ kim cương này. anh quý hỏi bao nhiêu giờ rồi anh này? Bản hỏi. Này là bản limited đấy. Kim cương này. Es kia ra. Onze hora. Onze hora. Ah. Não, mais. Onze trinta. Hã? Onze 45. Yeah. Đồng hồ không có mặt mà anh này anh trả lời như thật đấy, kêu 11 giờ. Limited đấy, đơn giản đâu. Ok rồi, còn ra. Ôi, có mấy củ to này. 2 mili. 2.000, mình hỏi mua rồi. Anh này anh kêu là cái này 2.000. Theo trồng cho đúng được đến thời gian thu hoạch là khoai tây phải nó phải đều đều như thế này. To nhỉ. Nhìn đã thật đấy. Mùa sau là xảy ra rất là nhiều. Nó canh tầm cái này 5-7 củ là ăn. Ê, một người ăn một củ ấy. Một người một củ là được đấy. Tốt đấy. Thời tiết nó khắc nghiệt quá. Cái này mà đến mùa mưa ấy, nó có nhiều nước, phát triển tốt thì quả nào quả đấy như vậy thì ngon. Giống quả mận này. Đây phần bên này, phần bên chỗ đang thu hoạch là cái dải bên này được một nửa rồi.
Còn bên này là phần nhiều hơn. Bên này khoảng nhiều này. Bên này nhiều hơn. Yeah. Bên này cây nó đều hơn này. Bên này nhìn nó tốt cây. Ở dưới đây lên đến này. Nói chung là cũng nhiều đấy. Ờ. Gió rét. Ban đêm rét quá. Đêm rét ngày nắng. Đây thu hoạch xong cho cây lại đất trong khoai lang hả? Trong khoai lang mua sáu trong khoai tây thì trồng ở đất khác ở bên kia. Trong khoai tây tiếp đấy nữa thì ở đất nó quen đất rồi. Đúng hợp. Trong so lé đổi đổi cứ một mua khoai tây một mua cái khác xong lại quay lại mua khoai tây được. Trong ngô sáu bên trong khoai tây. Cái này nó lại đất là nó không mới trồng được này. Trong mà trong lên cánh nó. Đất. Trong sen kè hay sen cánh trong phải sen cánh á. Giờ mình trồng khoai tây mà tiếp tục mua sau lại trồng khoai tây nữa thì nó cũng mà giờ trồng khoai phải trồng cây khác chứ khoai tây cũng phải đợi đến mấy tháng này mới trồng á. Vậy mới đúng mua á. Phải giờ mùa mưa trong nó thổi này chuẩn bị mùa mưa trong nó thổi bắt đầu cuối mùa mưa trồng. Trong thẳng mùa hè nên nóng quá. Cái thời tiết này người còn héo gì nói gì cây nữa. Mùa hè Việt Nam nhưng mà ở bên mình thì này ngay nặng đến mới lành. Vâng. Để anh Hầu thu hoạch cho xong thì em đi luôn đá mấy ngày về là gọi gọi mấy người buôn buôn là buôn vào nhập hết những cái cụ nào to cái đẹp to. Sẽ bán. Còn cụ nào mà nhỏ vừa vừa để lại làm dấu. Vừa là làm giống. Như loại này là để làm dấu hết đây. Để làm giống mình vừa làm giống như mình vừa là chia cho phát cho phát dân. Cho người dân ở đây đất người đất nó khô ra luôn. Đất khô thì cái hàm hái bừa cũng tưới lên nó khô ra này. Tưới biết bao nhiêu nước cho đủ. Đất đấy nó này nước lắm, háo nước lắm, tưới tí là khô mà. Tưới sáu một lát ngoài đây giống như mình chưa tưới. Ừ, gió khô hanh thì được thôi về đếm cụ này phải mập tí nhưng mà nó lành lành. Cụ nào mà bị cuốc vào thì cho mấy chị công nhân này nhặt về ăn thôi, ăn không nó hỏng mà về nấu ăn để nó nông hỏng. Giờ nấu cánh nó tươi thì nó cánh ăn. Ừ, nấu cánh ngon. Cái nó nghe ăn luôn ngon hay. Ăn trời. Ăn mặc cái hồng nó bùi. Giờ đang còn tươi. Tối đưa ít về, chiều đưa ít về. Tôi nấu ăn. Cái này mà hầm xương ăn ngon ngọt. Hỏi nấy thì hầm xương lẩu đi chứ bò vào một tí nữa. Hầm xương nhỏ này 5 phút được chứ mấy. Hầm xương chín đi rồi bỏ khoai tây này vô tí là ăn chín. Đây khoảng mấy ngày là xong anh hội. Đấy, cũng đỏ, thế mới kêu nên nó có làm đất xong. Ba bốn ngày nữa à? Ba bốn ngày nữa là xong. Đã xong cho họ xong rồi là lên lúa. Xong cây chứ, cho máy xuống cây, sới tất đất lên. Sới lên luống rồi mới mốt trồng khoai lang. Hôm qua là đổ đá hết rồi anh, hay là vẫn trong sọt trong rồi? Vâng, xem hè. Ờ, đi lên đây cho mọi người xem thành quả của ngày hôm qua. Cũng nhiều. Gần tầm 30 sọt đấy. Một sọt này cũng sẽ cho họ nghỉ anh ạ. Cho nghỉ ăn cơm nó chiêu làm tiếp. Descansa ainda, ya? Tudo. Descansa, mais tarde, à tarde. Này, như cô đội đầu giỏi thật đấy. Mình mà bỏ lên đầu nó gầy cổ thật. Thôi. Ở bên này đặc thù của người dân không thể làm được. Ăn có lá như thế đấy. Cái gì đổ lên đầu hết. Cái này bê vai mình còn không bê được. Nói gì đổ lên đầu này. Nó mà khác bên này khác ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình mà đổ lên đầu chỉ có vợ thôi. Đúng rồi. Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Chứ ở bên này người ta đổ tất cả các cái mặt hàng hóa đổ lên đầu hết. Còn châu Á mình là chỉ có đổi vợ lên đầu thôi. Ừ, kinh nghiệm đây mình ấy. Đừng có mà đùa. Mình đang định nói thì làm nổi tiếng. Nhảy đó đi. Thế Nam mà chứ hiểu. Nam tuổi Nam làm gì để hiểu được ấy.
Nói chung là giờ từ từ hàng hiệu, hiệu sớm rồi đó. Như anh Hoàng thế này giờ hết rồi còn ở lại. Về giờ nhá cũng mệt đấy. Hoàng thì tách được Nhật Lê là cũng vui lắm ấy chứ. Bây giờ Thành Long đợt này cũng lên kinh nhỉ. Thành Long này mọi người. Rồi, Thành Long tốt. Này giờ bắt đầu lên tốt rồi. Bắt Thành Long lại ưa nắng nhỉ. Ưa nắng. Đợt khô cằn nó cũng lên được mà. Đấy, nó bắt đầu lên phát kiểu cái họ nó là giống họ xương rồng đấy, họ xương rồng nó kiểu là ưa nắng, sống sa mạc đất khô cằn sống được. Ở Việt Nam mình ở Bình Thuận trồng này, Bình Thuận chỗ em gần chỗ em đây, đi xuống người ta trồng thang long đầy luôn. Đây chỉ nhưng mà cái thang long này mà. Ban đêm ấy là người ta bắc đèn này, người ta thắp đèn cả đêm luôn. Đi đến vườn thang long là nhìn đã lắm. Mất thời gian đầu mới trồng nhưng giờ bắt đầu có lực lên nhanh. Ổi này cũng à, phải cả năm nữa mới được ăn nhỉ. Ổi thì giờ có quả rồi đây. Bé bé thế ra quả rồi đấy. Phải nắm rồi mới quả đi chứ. Cái mùa này là gió ghê lắm này. Bây giờ buổi trưa nó đỡ ấy, tầm chiều ấy, gió. Anh thấy kể là cái tôn của cái nhà kho này nó phập phồng luôn. Gió bên này cái mùa này kê với lại độc, gió này dễ bị ốm. Đêm về là thi nhau ốm nóng rồi. Giờ ai trong người cũng bị sổ mũi, ốm mệt người. Thời tiết đây khắc nghiệt. Thời tiết bên này người còn ốm nói gì cây. Ở luôn đã khỏe hơn ạ. Đây là thành quả của ngày hôm qua. 28 sọt. 28 sọt. Đấy, thành quả ngày hôm qua đấy cũng có sọt to sọt nhỏ. Sọt này là chắc là để lại để làm giống, phân loại hết. Không, mai mốt bán là phải phân loại lại chứ. Có bán loại to thôi. Nhưng mấy cái sọt này là phải bán loại như này đến như này này. Bán loại như này này. Rồi đến to như này. Còn cứ như thế này trở xuống đổ xuống là để dành làm giống. Như thế làm nồi súp mỡ khoai tây ăn đi. Ừ. Thì làm bún bò cút vá. Cái này chỉ rửa là nấu thôi, gò vỏ có cần phải cọt đâu. Mua sướng về. Cái này mà ăn sống được như rượu củ đậu thì ngon nhỉ, mát. Ừ, khoai tây không ăn sống được. Để đi làm khoai tây chiên. Khoai tây chiên này, được đấy. Khoai tây lắc, chín lắc. Khoai tây chiên lắc phải có phô mai. Bù nhìn sáng đẹp này. Cái này giờ phải gọi cho cái siêu thị hay công ty nào đến mà thu mua cho nhiều đấy. Nhiều quá. Nhiều mình thu hoạch được mấy đâu. Ngon. Cái này máy em muốn chắc là phải tập đến như này. Cái này thì phân loại ra. Máy này là máy xay ngô hả anh? Xay ra bột luôn hả anh? Xay ra bột ngô đây. Cái này giờ mình phân loại thì bỏ vào bao bì luôn hay là vẫn bỏ vào cái anh cái nhỏ đấy, cái bò đó thì... Cái bò mình chỉ trả thôi. Để nó hỏng. Để đến nó xong nó cái dưới nó hỏng chứ. Bị ngay anh chi cho mấy thang đồng cái sạp bỏ trọng. Mình cho cái khung mấy đồ trồng cái sàn lên bỏ trong của mình thì còn để không mấy đâu, mình chắc tầm chục sọt này trong thoải mái. Nhưng mà mình làm cái sàn cho nó khô ráo để dành giống cho cả dân trồng ạ. Có tính nhưng đúng mua trong khoai tây là sản lượng phải bằng gấp 2 gấp 3. Gấp 2 gấp 3 mua này. Nhưng mà cái này nó đã to đâu. Nó còn bé tí. Nó có con sâu này. Trái vụ cơ mà. Đây là trái vụ rồi. Làm đủ vụ là đấy này. Đây, đều như vậy đấy. Đều như thế này mọi người này. Có bé nhất là cũng thế này. Thật. Bé nhất là như này này. Mà nhỏ lắm là tí băng quả trứng vịt. Không đều thế thì có đâu. Mà nó vẫn có cái nhỏ nhưng mà cũng bình thường thôi. Nó núi thì đúng. Núi đều giống như đúng vụ thì đều giống như sọt này này. Đấy. Đúng vụ là đều như sọt đấy là vừa đấy. Đây đang thử nghiệm. Mùa này thì khoai tây thì bán cũng dễ bán bởi vì là ít trang trải trong khoai tây mùa này. Ừ, trang trải mua ta đi dọc đường có thể ai trồng gì đâu, không muốn mùa nắng có thể ai trồng gì đâu, chỉ có mình trồng. Chỉ có trồng cỏ thôi. Mùa nắng bên này là mùa nắng bên này là người ta chỉ mùa này cũng trồng rồi. Mùa chạy mùa nắng bên này người ta chỉ chăn nuôi thôi.
chăn nuôi không có đó. Trồng cây được. Ui ơi, đi cánh trứng cái chúa. À chà. Muối vừng đấy nhá. Ở nhà tím thấy. Đấy. Chứng tỏ luôn. Cái này là quà một người. Hai em chỉ được một hộp thôi. Em được hộp nào đâu. Em ăn ở nhà làm gì có. Chỉ có những người đi nông trại mới có. Hai người được một hộp. Bài một ông đừng phải đi nông trại. Chắc tuổi sau phải đi nông trại đấy. Mình đừng bị nông trại thôi. Đi cây thôi. Này nấu món gì anh? Vượt trước đại sứ quán xuống không thu hoạch kịp để biếu đại sứ quán sọt với ăn. Chú biết cảm nhận hay. Chắc là phải mang lên sọt đấy. Mang lên sọt đấy. Mang qua ở đến thủ đô. Ông ở trên đấy người ta thích mấy cái rau củ này lắm này. Sạch trên mà. Trên đấy không có. Dưới này rau củ sạch. Cái này là sao mà giật được. Sọt lên biếu. Quả quế. Giật quá. Giật à? Ừ. Để cái đó giật chứ đi. Đi lượng. Lần đầu tiên biết à? Đánh lửa bất ngờ đấy nhỉ. Anh Hoàng giờ mới biết cái này là nó giật được mọi người. Cái này là cái cục đánh lửa, cái cục IC mà. Đánh lửa đấy. Chỉ cái này là cái cục IC mà trong bật lửa như. Cái này bật ga lên. Ở trong bếp ga nó có một cục như vậy này. Đây, em lại thử. Giật đấy. Đây, em lại thử. Anh mà rờ vô cái cục bếp ga này mới ghê này, cục này nó giật đau lắm, giật dãy người luôn. Nhỏ gá đấy chảy tay rồi. Mũi hiểm chảy tay đấy. Không đủ lửa. Gá chưa ra. Rồi mình chảy tay này. Ừ. Được đấy nhở. Ảo thật đấy. Nhưng mà em vẫn ngửi thấy mùi gì khét khét đấy. Mùi lồng tay. Mùi lồng tay. Cháy hết lông tay rồi. Tay rồi. Tay chứ không hơi lửa phải chống cái. Chơi đi mua mấy lửa phải chạy về nhà. Mua gì đây đâu bà ăn mặc. Thôi chị sẵn tao. Mình nộp đi. Sạch mấy lửa đi. Nó nói mình sẵn tao ấy. Biết đấy. Chắc là nắm được hơn mấy lửa đâu. Chờ. Nắm mấy lửa ở nhà đâu. Em làm gì có mấy lửa. Có mấy lửa chứ. Ok mọi người. Đấy, hôm nay là anh em mình cũng lên đây là quay cho mọi người xem là quá trình mà thu hoạch khoai tây ở Quang Linh Farm đấy. Đây là hôm qua, thành quả hôm qua cũng được tầm 28-29 sọt. Còn ngoài kia nữa, ngoài kia chắc hôm nay thu hoạch được nhiều hơn. Hôm nay nhiều hơn. Hôm nay nhiều hơn, hôm nay thu hoạch sớm. Hôm qua buổi sáng thu hoạch có tí mà. Buổi sáng thu hoạch có sớm. 10 giờ, 11 giờ bắt đầu thu hoạch đi. Ngày cũng phải được cả tấn đấy. Đấy. Mọi người mà thấy video này hay, ý nghĩa thì hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nhé. Ok, bye bye, chào các bạn. Giờ anh em mình ăn cơm trưa rồi, nhân tiện lên đi ăn ké, đi ăn ké. Muối vừng. Hôm sau là sẽ có một tập cho các bạn bán khoai tây nhá. Đúng rồi, hôm sau là sẽ bán khoai tây, sẽ quay cho mọi người xem sau. Thu hoạch xong hết cả rồi, bắt đầu mới lừa từng phân loại ra, bắt đầu lúc đấy mới bán. Chỉ lựa những quả cụ nào to mới bán. Còn mấy cụ nhỏ và cụ vừa để lại cho người dân, với lại anh em nông trại làm giống.